Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tướng Công an Tô Lâm sẽ trở thành Chủ tịch nước Ngày 18 tháng 5, VOA Tiếng Việt loan tin, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được giới thiệu làm Chủ tịch nước. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người thi hành chiến dịch bài trừ tham nhũng, ráo riết của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước sau một cuộc họp của các nhà lãnh đạo chủ chốt do ông Trọng chủ trì vào ngày 18 tháng 5. VOA cho biết, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được đề cử lên làm Chủ tịch Quốc hội theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng. Và đây là hình bản tin trên VOA. Sự sắp xếp nhân sự cao cấp này diễn ra trong bối cảnh chính trường Việt Nam chứng kiến sự xáo trộn chưa từng thấy ở thượng tầng với việc hai chủ tịch nước và một chủ tịch quốc hội bị buộc phải thôi chức trong vòng chưa đầy 18 tháng, tất cả đều do những sai phạm không được nêu cụ thể, nhưng có phần chắc chắn là có liên quan tới chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Theo VOA, sau khi được Quốc hội biểu quyết chấp thuận, có thể diễn ra vào tuần sau, Đại tướng Tô Lâm, 66 tuổi, sẽ thay thế ông Võ Văn Thưởng, người đã từ chức hồi tháng 3, sau khi bị cáo buộc vi phạm điều lệ đảng chỉ hơn một năm sau khi được bổ nhiệm. Được nhiều người coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất nước, ông Lâm đã được Ban chấp hành Trung ương đảng lựa chọn vào đầu tuần này. Nhưng chính quyền và truyền thông nhà nước chỉ tiết lộ đề cử vào ngày thứ Bảy, 18 tháng 5. Vẫn theo VOA, Chủ tịch nước giữ vai trò chủ yếu, mang tính nghi lễ, nhưng là một trong bốn vị trí tứ trụ, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Những người còn lại là Tổng bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Và đây là hình Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhân vật trung tâm của chiến dịch đốt lò, người vừa được giới thiệu làm Chủ tịch nước. Nhiều nhà quan sát coi việc bổ nhiệm ông là một bước khả dĩ để ông trở thành Tổng bí thư, chức vụ hàng đầu ở Việt Nam khi các nhiệm kỳ của các nhà lãnh đạo hiện tại kết thúc vào năm 2026 hoặc thậm chí sớm hơn nếu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thôi chức trước khi nhiệm kỳ thứ ba của ông hết hạn. VOA cũng cho biết, ông Mẫn, 61 tuổi, sẽ thay thế ông Vương Đình Huệ sau khi ông này bị miễn nhiệm vì những cáo buộc sai phạm cách đây hơn 2 tuần. Các đề cử được đưa ra khi đảng bổ nhiệm 4 thành viên mới của Bộ Chính trị vào ngày thứ Năm, 16 tháng 5, cơ quan ra quyết định hàng đầu của đất nước sau khi loại bỏ nhà lãnh đạo cao cấp thứ Năm là bà Trương Thị Mai. Bà là người thứ sáu rời khỏi Bộ Chính trị kể từ cuối năm 2022 trong một loạt những vụ từ chức cao cấp chưa từng thấy. VOA tiếp tục cho hay, ông Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016 và được đưa vào Bộ Chính trị vào năm 2021. Và đây là hình kết thúc Hội nghị Trung ương khóa 9. Ông cũng là Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của đảng kể từ năm 2021, đóng vai trò trọng yếu trong chiến dịch đốt lò, đã chứng kiến hàng ngàn quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp bị truy tố hoặc buộc phải từ chức. Ông từng vướng vào một vụ lùm xùm hồi năm 2021 khi đầu bếp nổi tiếng Shelby đăng tải một video quay lại cảnh ông này đút trong ông Lâm ăn miếng bò bít tết dắt vàng tại nhà hàng của ông ở London trong khi Việt Nam đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng trước khi đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ gỡ nó xuống. VOA cho biết thêm, một chủ quán bún bò ở Đà Nẵng sau đó đăng video nhại lại video của Shelby đã bị kết án 5 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Lâm đứng đầu Bộ Công an vào năm 2017 khi an ninh Việt Nam bị cáo buộc đã thực hiện một vụ bắt cóc cựu lãnh đạo doanh nghiệp Trịnh Xuân Thanh ở Đức qua ngã Slovakia. Vụ việc đã làm rạn nứt quan hệ giữa hai nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tướng Công an Tô Lâm sẽ trở thành Chủ tịch nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tình. tình trạng tê liệt bổ máy hành chính do chống tham nhũng đã khiến Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài. Ngày 17 tháng 5, VOA Tiếng Việt cho hay, Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài do tê liệt bộ máy vì chống tham nhũng. VOA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho hay, Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ đô la viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính. Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây cảnh báo với chính phủ Hà Nội qua một lá thư. VOA cho biết những số liệu chưa được báo cáo trước đây từ tài liệu chưa được công bố, vốn đã có từ ngày 6 tháng 3, nêu bật sự thất vọng của các nhà đầu tư nước ngoài về những rào cản pháp lý và thủ tục phê duyệt kéo dài, gây ra bế tắc kéo dài giữa lúc Việt Nam đang bị bổ vây bởi chiến dịch chống tham nhũng leo thang và tình trạng bất ổn chính trị. Và đây là hình bài trên VOA. VOA trích dẫn bức thư gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính viết rằng khoảng 1 tỷ đô la vốn cho phát triển đang chờ phê duyệt với 2,5 tỷ đô la bổ sung phải hoàn trả lại do hết hạn tài trợ. Điều này báo hiệu những tổn thất tiềm tàng, trị giá gần 1% tổng sản phẩm quốc nội của cả nước. Khoản tài trợ hết hạn có thể trì hoãn các dự án rất cần thiết, chẳng hạn như nâng cấp cơ sở hạ tầng và các nhà tài trợ nhấn mạnh trong thư rằng nhiều khoản tiền bổ sung có thể đã bị mất do bị ngăn cản bởi quá trình phê duyệt kéo dài. Theo VOA, cuộc chiến chống tham nhũng đã tạo ra một dạng tê liệt. Các quan chức chậm phê duyệt hoặc triển khai các sáng kiến vì họ sợ vô tình vi phạm vào các quy định phức tạp. VOA dẫn nguồn từ Bộ Tài chính cho hay, Việt Nam cũng đang phải vật lộn trong việc chi tiêu, ngay cả đối với công quỹ, khi đã không giải ngân được vốn đầu tư công khoảng 19 tỷ đô la từ năm 2021 đến năm 2023, ít hơn một phần tư so với kế hoạch. VOA cũng cho biết bức thư được người đứng đầu Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam gửi có chữ ký của 18 đại sứ, trong đó có Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và người đứng đầu Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam. Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới cho hãng tin quốc tế biết họ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ trong các dự án và Liên Hiệp Quốc thừa nhận trong một tuyên bố rằng có những thách thức trong việc sử dụng nguồn tài trợ. Và đây là hình Tô Lâm, người dẫn đầu, hăng hái cho công cuộc đốt lò, khiến hệ thống hành chính công của Việt Nam tê liệt. Vẫn theo VOA, Việt Nam đã đưa ra những cam kết đáng kể về việc giảm sử dụng than để đổi lấy nguồn tài trợ về khí hậu của phương Tây. Nhưng một năm rưỡi sau khi thỏa thuận với các quốc gia của nhóm G7 được công bố, vẫn chưa có khoản vốn nào được giải ngân. Trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh nhập khẩu than để tránh tình trạng thiếu điện ở các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài. VOA dẫn lời một quan chức nước ngoài nói với hãng tin quốc tế rằng, sau nhiều yêu cầu từ các nhà tài trợ, chính phủ đã thành lập một nhóm làm việc về vấn đề này và chỉ đạo các quan chức xem xét một số quy định cản trở việc tiếp cận nguồn vốn nhưng không có thời gian nào được ẩn định để hoàn tất quy trình. Quan chức này cũng cho hay, lưới điện, cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước được coi là cần nâng cấp và có sẵn một lượng lớn vốn nước ngoài để thực hiện công việc này. Tuy nhiên, các quy định hiện hành ngăn cản nhà điều hành mạng lưới thuộc sở hữu nhà nước tiếp cận số tiền đó ít nhất cho đến năm 2027. VOA cho biết thêm, sự thất vọng của các nhà tài trợ dẫn tới những quyết định có thể cắt giảm viện trợ cho Việt Nam trong tương lai. Chẳng hạn, Ngân hàng Thế giới cho biết họ sẽ sát nhập văn phòng Hà Nội từ tháng 7 với các hoạt động ở Campuchia và Lào để nâng cao hiệu quả quản lý, một động thái có thể dẫn đến sự thay đổi trọng tâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin tình, tình trạng tê liệt bộ máy hành chính do chống tham nhũng đã khiến Việt Nam mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.